Con lấy ít xà bông quá đó, vậy đó nghiêm trọng mà. Mọi người thấy hôm nay á, hai mẹ con và RJ nữa rửa tay sạch sẽ để chuẩn bị nấu không giờ và thật hay đồ hũ. Không phải đồ hũ không ăn được đu đủ, đu đủ salad chứ không phải là tam nhập. Con rửa tay chưa? Rửa tay chưa? Dạ. Rửa đi. Bây giờ cũng đang dạy OJ học tiếng Việt nữa, mà OJ hiểu nhiều hơn là nói. Thì chuyến vừa rồi gia đình mình đi Thái Lan chơi hồi hè. Thì khi mà trở về á, thì bây giờ bị ở trong nhà lâu quá, hai đứa nhỏ lại muốn ăn Thai food thay vì ăn đồ Việt mấy bữa nay rồi. Thì Bella thì đòi món tom yum soup, RJ thì đòi cream papaya salad. Mà mình thấy có lý quá, tại vì ba của Roland á, khi mà mình dọn về cái nhà này á, ba Roland đã trồng một cái cây đu đủ mà hôm tuần rồi mình thấy nó có trái. Bây giờ mời mọi người đi theo mình hái đu đủ ở trên cây xuống làm gỏi salad đu đủ. Phải lấy cái dao đi. Còn có con sen nữa nè. Rửa cho nó sạch đất bụi bặm mũ. Nấu thăm dầm trước ha. Bây giờ RJ con cắt cái mushroom ra. Yeah. You remember the way it cut? Yeah. Đúng rồi. Don't cut your finger. And then Bella, con lấy cái bông của cái lá chanh này ra cho má. In the meanwhile, you guys doing that? Má đi lấy nước. Tới đây. Bà con xíu qua bên kia trước kìa, đứng này nó nóng. Trong lúc mình đợi các đồ đó mình sẽ nấu nước cho nó nóng lên, nó sôi. Thì nấu món thông dầm này á, Hà đã chuẩn bị trước hai cây sả tươi, Hà rửa sạch, thái nó như thế này. Mấy miếng riềng cũng không bỏ nhiều, bỏ cho thơm mà Hà cắt bự bự sợ nó đắng. Hành tím, tí tỏi. Ớt này cay lắm luôn á, nhưng mà lúc đi ăn thì thấy người ta giã nát ra, nhưng mà mình chắc lấy kéo rất là thành còn không dám giã nát, cay quá không ăn được. Và mình sẽ có nấm và lát hồi nữa thì mình sẽ có xong thì mình bỏ ngò gai. Nấm này là nấm raw mushroom, không biết tiếng Việt. Nấm này nấm thần tử. Nấm này là nấm nấm. Và tuyệt chiêu của món thông dầm là phải có cái soup base này để gần cho mọi người thấy, chứ không có biết đọc tên. Cái này mua ở cái chợ Á Đông nào cũng có. Đây, mình phải bỏ trong đây tại vì nó hơi bị đổ dầu ra, nó hơi dơ. Và bây giờ
Trong lúc đợi nước sôi để nấu cái món đó thì Bella, con gọt không đủ. Gọt nữa? Gọt chứ. Làm sạch rồi, gọt đi. Con muốn không, con làm đua đó, con bỏ đây đi, xong rồi mình dọn. Nhưng mà cái này hơi nhiều, con làm một nửa thôi. Món Việt nữa, vì lâu quá mình không có làm món này, mà mẹ mình mới vừa nhắc là mẹ mình nói muốn ăn món cà tím phi hành rồi xong rồi bỏ nước nước mắm ớt tỏi lên đó, thì mình sẽ làm cái đó. Cái nào sót quá thì con bỏ đi. Thì mình sẽ có 3 món, mà 2 món nóng cay và 1 món cà tím phi hành, cũng hình như cũng hơi cay. Đu đủ xanh á, nó mủ nhiều lắm mọi người ơi. Mình phải rửa gọt rửa 2-3 lần luôn á. Quay cá tươi. You want another knife? No, I did, I went downstairs. Okay. Được không? Cái này hư hả? Mấy cái đó hư quá. Cái này được. Cái này bỏ. Hơi messy một chút nhưng mà như vậy thêm flavor ngon hơn cái gì hết. Cái này Hà chỉ có để nấu làm cái món gỏi đu đủ. Làm gỏi đu đủ thì có tôm khô nè, Hà rửa sạch rồi nè, ngâm nước một chút cho nó hơi mềm nè, đu đủ nè, cherry tomatoes nè, xong rồi có tỏi, ớt và me chua cộng với nước mắm và thêm một món nữa. Okay, can you get me the palm sugar in there? Mình làm cái món cream papaya salad mình cũng cần phải có đường thốt nốt của mọi người. Thì mình cạo nó ra như vậy thôi. Lấy cái container mà stainless steel down top đi. Yeah. So can you put some ice and cold water in there? Yeah. Mình làm người mình cắt. Tại nhà mình không có cái đồ để mà nhớ đừng cắt luôn món ăn. Sẽ lần lượt cắt cái này ra cho nó hết một trái này luôn ha. Bella lại không làm cái này được rồi. Bầm. Trời ơi. Tại vì bây giờ chợ nó không có bán, mình phải tự làm thôi. Chứ nếu mà ra chợ mua thì nó bào giống như kiểu mà mình ăn gỏi đu đủ khô bò chứ không phải kiểu này. Kiểu này thì bầm 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 bầm. Làm cái này khổ quá à. Nhưng mà cũng phải làm thôi. Bé, con làm đi. Con đang coi cái này. Đó, con đang coi cái đó. Ở trên làm được không? Yeah, more than good. Okay, this is what I'm gonna do. I'm gonna slice them off and cut them. Roland! Cái dao này lột quá đi! Mài dao! Dao này xô lột. Thứ gì cũng không đứt luôn. Khi nào nước sôi, con bỏ. Khi nào nước sôi, con bỏ lemongrass, shallot, and then the
tìm ra chân lý rồi mọi người. And then nếu mà nó chưa, nó to quá thì mình cắt nhỏ lại chút. Thôi nhanh được chút rồi. Sai, 4 thứ mà vẫn chưa giải quyết xong. Nhưng mà bây giờ tìm ra chân lý rồi. Bỏ qua đây. Bầm. Trong lúc này tụi con phải rất là ngoan ngoãn, đừng chọc nó giận. Và đặc biệt là cameraman. That looks scary. I know, right? But you know em hiền lắm á. Chứ em đâu có gì đâu. Xong rồi bà thì nó ra. Còn không thì bảo này xong rồi. Nè, đưa qua cho RJ cắt lại. String con. Cut the string like that. Oh boy đấy. Ok. Nó gần sôi là con bỏ nè. Cái này con đừng bỏ hết, con bỏ mấy lá thôi. Hơi nhiều. Bỏ một nửa thôi ha. Hết bỏ chó. Bỏ chút tỏi, chút tỏi mà má băm ra rồi ha. Đó. Tất cả những cái thứ đó. Hai hít đi con, nước thiệt là sôi đây mình bỏ vô. Does it work, RJ? Yeah. See? Wow. Thông minh đột xuất. Đừng để cháy nha con. Oh yeah. Được rồi, được chút. Mọi người biết không, khi nhà mình đi Thái chơi hồi hè đó, ăn cái món này ở Thái á, mà mình nhớ nhất là cái cảnh mà người ta múc từng chút bỏ vô, xong người ta lấy cối người ta giã, rồi người ta thêm cái này cái kia vào, xong bỏ cái dĩa cho mình, nó so yummy. Đó, bây giờ hai đứa này nó đòi ăn, nó làm cũng làm mình thấy có lý, mình cũng đang thèm món này nữa. RJ, can you check the peanut? Yeah. Yeah, RJ. Con cảm thấy bình thường hả? Sôi chưa con? Sôi rồi hả? Để con bỏ mấy cái thứ đó vào đi. Ủa bỏ nữa rồi hả? OK ơi, còn nữa này con. Yeah, you don't have to be pretty, RJ. Yeah, we're gonna just eat it. No, because the way it's like random and you know, so they have all the texture. Mùi đậu phộng nướng, mùi đậu phộng rang thơm quá. Tận dụng tối đa. Yeah. There you go. Đây. Yes, good job, RJ. Để coi thử. Hơi to đó con, nhỏ lại chút xíu nữa. Thinner, a little thinner. Okay. Okay, trong lúc cái này sôi đó mọi người, mình sẽ bắt đầu bỏ cái hũ này vào. Con tới lấy chanh này nè. Con phi một trái cho má. Cái đồ bắt chanh nằm ở dưới đó. Mình làm mấy cái sốt, mình chỉ thích xài mấy cái muỗng này xong rồi mình bỏ. Ở trên này nó có một cái lớp mà ớt với dầu á mọi người. Mình bỏ luôn, mình không ăn cái lớp đó. Mình chỉ thích cái nước này, cái sốt này thôi. Cái phần dưới thôi.
mình thích nấu cho vui đó mọi người, chứ mình bảo mình liều lượng thì mình không biết. Nhưng mà cái hũ này đó nấu được khoảng 2-3 lần như vậy tùy. Mà nhà mình thì ăn cay lắm, cho nên là mình chỉ nấu được 2 lần thôi. Mình thích nó vừa cay mà vừa đậm đặc nữa. Thì mình sẽ làm ngồi đây ngồi đây look pretty hả? Là không có ăn á, mình sẽ ăn trễ lắm á con. Yes, good job RJ. Yeah. Cái này hả? Cái đó con nói con pretty, con đứng look pretty. Đứng đây để pretty. Trời ơi và mọi người ơi, mình không có quên đâu, món thông dầm là phải có tôm. Tôm này mình đã sơ chế và mình mua ở Costco đó. Xong rồi mình rửa thật sạch 2-3 lần với nước lạnh và muối. Xong mình để thật ráo, thấy không? Mình phải để ráo thế là nó không chảy nước xuống, thế nó không còn mùi tanh nữa. Thiệt luôn á. Khi mà mọi người mình rửa đồ biển mà mình rửa nhiều lần với nước lạnh và muối á, mà để như vậy nè, thích lắm, không có mùi tanh nữa. Xong xôi nè, mình lấy cái bỏ lửa nhỏ xuống một chút. Tại từ nãy giờ mình nấu mình chỉ muốn cho cái nó ra mùi thơm của riềng nè, của sả nè, hành tỏi nè. Đúng là mùi thông dầm rồi đó. Nhưng mình cần nước mắm nè mọi người. Nước mắm mà lát nữa nó mình sẽ xong hết đó, mình bỏ chanh và mình có luôn cả cái sữa nữa. What is evaporated milk? Là Bella, sữa biết. But this type, how do you say it? I don't know. Evaporated milk. Không có. Sữa. Cause evaporated is like yeah, mình xài right. cái loại sữa này, nhưng mà mình sẽ bỏ vào cuối cùng hết á. Thì mình nêm nếm lại. Làm xong chưa? Lát nữa để nhờ con mở cái này ra nha. Đó. Rồi bây giờ khi mà thật sự ra mấy cái nấm này là của hôm mấy ngày trước á, mình làm Italian food đó, mình còn leftover đó, mình bỏ vô đây thôi. Chứ nấm thì loại nấm nào cũng được, ai thích ăn nấm nào thì bỏ nấm đó, không nhất thiết phải theo công thức này nọ. Và ớt á, là Hà thấy người Thái mà người ta nấu một nồi này là người ta cũng bỏ cả chén này á. Nhưng mà cái ớt này nó cay lắm luôn á, cho nên mình không có dám bỏ cả. Mình bỏ cái chừng 6 trái mà Hà không dám băm đâu. Hà lấy kéo cắt làm hai bỏ, nhưng mà mình bỏ cuối cùng luôn. What happened? Why are you laugh? She's eating all the pie already. Đói bụng hả con? Không đắng hả con? Ngon hả? Tastes like cucumber. Oh yeah? So tasty. Ớt này mình sẽ để bỏ vào cuối cùng. Bây giờ mình để cho cái nồi này nó sôi lên lại. Xong rồi bắt đầu mình sẽ nêm nếm vào đây. Nước mắm. Nước mắm. Nước mắm. Nước mắm là main ingredient không thể thiếu được trong tất cả gia đình người Việt của chúng ta. Nhà Hà xài nước mắm rất là nhiều. Lúc này mình sẽ nhỏ lửa xuống một chút và mình cho tôm vào.
cho hết cái này đâu. Để cho nửa thôi. Bèo ơi, con lấy cái nồi đi ra lấy gạo vô đây vo để nấu cơm đi con. Mình phải cái món này nhanh lắm là mình sẽ có ăn á. Còn cái này mình cất lại. Đây, nước mắm. Mình có khoảng nhiêu đây là chưa tới một cái vá này, hơn một chút. Xong bây giờ mình để cho nó sôi lên trở lại một chút, xong mình nêm nếm. Thiệt ra cái món này dễ nhất luôn á mọi người, tất cả mọi thứ nằm ở trong cái hũ này rồi, và bao nhiêu cái những cái món mà mình bỏ vào đây là ai cũng biết. Đơn giản, hồi nãy Bella bỏ hơi ít tỏi đó con, bỏ thêm chút. Con còn sót 3 miếng, hết rồi. Mình phải nghĩ rằng mình phải thêm cái này nữa đó con. Nó chưa có đậm đà lắm. Phải thêm á mọi người ơi. Mình thêm một muỗng to này nữa. Trong lúc này mình sẽ nhỏ lửa xuống một chút và mình cho tôm vào. Nhưng mà mình không có cho hết cái này đâu. Chỉ cho nửa thôi. Bèo ơi, con lấy cái nồi đi ra lấy gạo vô đây vo để nấu cơm đi con. Mình phải cái món này nhanh lắm là mình sẽ có ăn á. You know how to cook rice? You see that? Well, that's natural. Alright. You just have to wash it a few times. I know that. Yeah, like 4 or 5 times. No, I cook rice. Tím nướng xong rồi bỏ dầu ô liu mà mình làm cho hành, mỡ hành xong rồi bỏ nước mắm lên vậy thôi, đơn giản nhưng mà phải ngon. Món này là món mà mọi người ai cũng thích. Cười làm nào. Still cooking rice. It's clean. Gosh dang it. I like the way it feels. Phải rửa. I know how to make rice. Why don't you think I can make rice? Bạn được luộc trứng nữa. Yes. And spam. That's most important. Spam. Yeah, spam. You should have ate spam for today. Trời ơi. Spam and rice. Muốn hả? My cholesterol hurts. Yeah. Wait, put rice that way? Mm-hmm. I think you're supposed to. Well, you have to hook it up first. Oh. Oh my God. I thought you were going to be hooked in. Get out of yoy. Whatever. Okay. Press down. Try it again. No.
Cool. Hai đứa lấy hai cái muỗng ra thử đi, coi thử vừa chưa mặn ngọt cái gì nói, rồi bỏ tiếp. Thôi bây giờ mình bỏ ớt vô luôn. Cái này của má, nhưng mà con nóng cay. Chưa chua đúng không? Mà cay đủ rồi đúng không? Trời ơi, nó muốn cay nữa. RJ, can we bit more? I'll try it, RJ try. Một cây. Oh my god. Cái gì chứ ớt là ở nhà là không thiếu. Tại sao lần này nó không có cay lắm vậy? Thôi mình bỏ luôn cả ớt, ớt bột của Thái vào đi cho xỉu. Some more chili. Yep. Thêm hai muỗng nữa. Mình bỏ thêm ớt sừng vào. Ớt này nó không cay, nó the the thôi mọi người, nhưng mà nó có chút màu đỏ đẹp. Wow, that must be hot. No, không hot. Ớt này không hot. Món này thì không thể nào thiếu ngò gai nha mọi người. Khoảng mức thì giờ đó. Mà trong khi đó thì mình sẽ bỏ sữa tươi này vào đây. Nhưng mà mình cũng không bỏ nhiều. Ui, thành công rồi mọi người ơi. Thực ra mọi người, cái món này là dễ nấu nhất luôn á, không có khó gì hết. Chỉ có điều là mình muốn ăn như thế nào thôi. Và đây là chanh. Lát nữa khi mà mình chuẩn bị ăn á, mình mới bỏ cái chanh này lên. Tại vì mình nghe người ta nói chanh mà khi mà mình bỏ vào lúc nó đang nóng quá nó sẽ hơi bị đắng. Mà mình nghĩ người ta nói cũng đúng, người ta dạy mình như vậy đó. Cho nên là mọi người mình phải mở múc ra tô rồi mình hãy bỏ lên trên ha. Rồi, món này xong, thử qua đây. Bây giờ mình phải chuẩn bị đến món làm green papaya salad. Và trong lúc RJ đang nướng cái cà tím này, Hà sẽ thái cái hành để mình đi làm, mình làm món, mình làm hành phi. Yeah, supposed to. Con lát nữa mà cái cà tím nó xong á, là con phải lột cái vỏ ra đó nha. Bây giờ con đi pha nước mắm đi. Rồi con cho một chút xíu just one spoon of water and then you mix all together. All of it honey. Tại vì bà ngoại thích ăn cà tím, RJ cũng thích, thích Robin thích, con chắc cũng thích luôn. Quậy đều đi con ha. Xong rồi con lấy cái ớt mà cay thiệt cay á, mà mới đem ở bên Pháp về đó. Tùy con muốn bỏ được bao nhiêu thì bỏ, nhưng mà cũng nhớ cay quá thôi sẽ ăn không được đó nha con. Sẵn đây á, mình con đưa cái hũ lên cho bạn bè của má thấy. Hà muốn giới thiệu với mọi người cái ớt này. Nếu mà quý vị đi du lịch mà có cơ hội, khi mà mọi thứ trở lại bình thường mà mọi người đi du lịch mà qua bên Pháp, tìm đến quận 13, nhất là tất cả những cái chợ Á Đông đều có bán ớt này. Thực sự đây là một củ ớt mà đối với Thanh Hà nó rất là cay và rất là thơm và rất là ngon. Em cảm ơn chị Mai
Mỹ chơi. Chị Mai là người sống ở bên Pháp. Hai vợ chồng chị Mai đã lúc nào cũng thương Thanh Hà mà Hà chỉ xin ớt thôi. Hoặc là khi nào Hà đi diễn thì Hà lại mua một thùng là khoảng chừng 12 cái hũ như vậy á mọi người. Xong rồi về phát cho nghệ sĩ, rồi người nào đi, người nào thích thì cũng đều đi mua về và cho bạn bè. Thậm chí Hà mang cả về Việt Nam để cho một vài người trong ban nhạc. Đặc biệt là Dũng Đà Lạt cũng mê cái ớt này luôn. Nó cay mà nó thơm, cái mùi thơm. Tại vì ớt này là làm từ ớt lồng đèn đó mọi người. Đây, thì bây giờ nhà mình còn được 4 hũ. Đừng làm hết nha con. Con này nó ăn cay khủng khiếp mọi người ơi. Mà đó là lỗi của Hà. Cái đó thì quá ít. Đập cô bây giờ. Không biết. Nửa muỗng. Just a little bit. Nhưng mà tại vì nó bỏ nhiều lắm, nó ăn ớt dữ lắm. Con có biết không, người ta nói đàn bà con gái mà ăn ớt nhiều là mấy người đó rất là ghen tuông, jealousy. Really? Are you? No. Cái điều cái gì đô chứ mình thấy là thiệt. Chị này chị tomboy lắm mọi người. Tấn hơi không chắc chút. Giống như mẹ. Má thấy nhiều khi má cũng dễ khóc, má cũng hơi bánh bèo. Má thấy con thông quay hơn má nữa. Hình như có nhiều hành quá không? Kệ. Thôi. Con làm kết quả của con không phải nên. Con nói cho má biết là nó làm sao. Không biết. Nói. Mặn ngọt. Sao có cay rồi. Thôi lại chưa cay nữa. Bây giờ má muốn hỏi là nó đang mặn hay đang ngọt? Đang ngọt. Đang ngọt chút phải không? Vừa rồi đó. Nhưng mà má nghĩ chắc mình phải làm thêm một cái này nữa. Tại vì á, mình có 8 chiếc cà luôn. Làm thêm một lần như vậy nữa. Hồi nãy con đông bao nhiêu sao, bây giờ con làm y chang vậy đó. Dầu ô liu. Thường thường á mọi người, người ta hay làm cái này ở trong microwave lắm. Nhưng mà mình thì mình thích trước khi cái này, mình có một chút hành tím. Mình phi hành tím cho nó thơm lên trước. Rồi mình lấy hành tím ra. Phi cái này, mình ăn tới hai cái hành đó. Có nhiều người không thích hành tím mà mình thích lắm. Hành tím có mùi thơm. Làm cho mình rất là thích. Hai đứa nhỏ nói mỗi lần mà thấy cái nồi cơm mà nấu mà nó rung rung á là cái tưởng tượng là nó sẽ nổ tung lên á. Mà cái loại nồi cơm này là của một người em tên là May tặng cho Thanh Hà, một cái nồi cơm điện mà mình xài rất là thích, nấu cơm ngon lắm mọi người. Rồi khi mà May tặng cho Hà xong thì Hà lại thấy thích, có lại nhờ May mua để tặng lại cho người khác. Và đặc biệt là May là người ở bên Campuchia đó, người Việt nhưng mà sống ở Campuchia, làm ăn ở Campuchia đó. May biết mua gạo ngon lắm mọi người ơi. Cái gạo nó ngon gì đâu á, mà không biết diễn tả sao, chỉ biết là nó khôn ấy. Nó xanh cái hột chứ nó không có bở, như có những cái gạo mà mình mua nó bị bở vì nó Hà không rành, nó mới, nó cũ gì đó. Nhưng mà Hà chỉ biết là gạo của May mua giùm cho Hà lúc sau này. Lúc đầu là May cho Hà trước, xong mình thấy ngại quá cứ xin hoài. Hà mang gạo về luôn Mỹ ăn luôn đó mọi người. Thôi quá đáng rồi. Biết chứ. Cảm ơn May. Cảm ơn em May. What the hell are you doing? I don't give you no help. Trời ơi, người ta đi làm cơm mà chỉ thích làm điệu là. You're busted. Okay. Oops. Bị bắt quả tang trong lúc đi làm cơm thì đi làm điệu. Nè con làm nước mắm xong chưa? Đang thôi. Quậy lên chưa? Rồi. Ủa, con lấy thêm một cái chén khác hả? Dạ. Sao con bỏ chung vô một chén đi rồi con phải rửa nè? Chị Hai của tôi.
dân cho nó ra hết đường đi con. Xong rồi, cái việc mà con cần làm nhất là đây. Con đi tập thể thao nhiều cho cái tay của con nó đẹp á. Bây giờ con giả cái này đi cho tay con đẹp ha. Nè, đem qua đây giả đi con. What are you gonna do with this? Cái này sẽ bỏ tôm khô nè, mọi thứ vào để giả để làm món món gỏi rượu đó. Cũng phải kiểu cọ kiểu cách một chút làm cho nó ra vẻ một chút xíu. Còn cái chuyện ăn ngon hay không thì tính sau đi. Mùi thơm của cái em phải nói là cái này nó hấp dẫn thiệt đó. Bây giờ cái này nó còn đang như vậy đó, mình bỏ vào mà mình tắt lửa rồi mọi người, mình không muốn nó chín lắm. Thằng nhiều quá hả? Không nhiều hả? Tắt nữa nó xẹp xuống còn chút xíu à. Chưa, để cái này chút xíu. Hành thì nhiều mà dầu thì ít, thôi kệ nó. Được rồi. Kêu bên. Xong rồi mình cho chút xíu muối vào đây. Ok, now. It's time to do this. Oh yes. Này, chanh, ớt. Con muốn mấy trái ớt? Không đi. Cay. Cay không? Không cay thôi chị. Cay. 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 Khoảng 6 chai. Không sợ, không sợ. Good enough. Ok, đây. Con làm vậy nha. Bỏ cái này ra. Con nhớ là mình giả mấy cái này á, mình không có giả cho nó thật là nát, mình chỉ giả nó kind of junk. Con nhớ không? Lúc mình ăn ở bên đó, thấy người ta làm cái mình đứng mình coi đó. Nhớ không? Ớt, tỏi, chưa hết. Trời ơi là trời. But you knew this. Và giả đường nát quá nha con. Ôn xót quá rồi. That's what I mean, the tomato. Tại vì cái cà chua này á đã quá bị mềm, hơi bị cũ. Không sao. Bây giờ mình có một cách giải quyết là lấy cái muỗng, mình múc cái đó ra, mình bỏ cái chén, đừng có mash nữa con. But the garlic is not. Thì bây giờ mới lấy cà chua thôi. Mở lên, mới lấy. Cà chua với ớt là chưa nè, phải không? Tỏi được rồi đúng không? Put the tomatoes to the side. Qua bên một bên. Mà để nó lấy cái nước ra, thôi lát nữa nó còn giả nó dằn hết. Đó, bây giờ nè. Tôm khô. Tôm khô này mình đã rửa sạch. Ok, xong. Cho một chút đường sốt nốt vào, giả đi. Are you mad at somebody? Yeah. Mình sẽ cho tí chanh vào.
nhưng mà mình không có bỏ cái này, mình để lại lát hồi mình con ấy. Cái chi? Oh yeah. Có gì trong đó? Được, bỏ vô không sao. Mình bỏ cái này dập 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 dập. Và dập 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 dập. Tiếp theo nữa là đậu phộng. Hồi nãy đứa nào nướng có một cái bị cháy. Không sao, giờ cũng đẹp lắm rồi. Okay. Bỏ vô mẹ. Cho một cái. Ngon. Nói ngon thì biết tiếng Việt rồi. Ngon. Mình cho một miếng nước me vào, đừng có giả nữa. Xong. Cái quan trọng nữa là nước mắm. Một muỗng nước mắm. Rồi. Chưa có xong, phải bỏ cái. Xong rồi, trộn lại. Xong rồi bóc một miếng bỏ vô miệng. Đó, thử. Muỗng đầu. Trộn. Cần thêm gì nữa? Thêm gì? Cay đủ rồi đó. À, tại vì mình chưa bỏ này, cần thêm chút nước mắm đúng không? Thì mình phải có chanh nữa. Thêm chanh vô và chút me. Đó. Hấp dẫn. Rồi lấy cái dĩa con. Đúng rồi đó. Good job. Rồi bỏ hết vô đây. Con trộn lên nha. Con lấy cái màu đỏ. Có một cái trong đây nè. Đó, trộn nữa đi. Này hơi to để mắt cắt. Làm đi. Cái chày đâu con? À đây. Che lại. Con nó vô mặt. Rồi, nè Bell. Chua chua mặn mặn. Rồi. Xong. Bây giờ wow, làm hết luôn hả? Thế làm hết thì làm nữa mà. We always eat all of it. Lần nào cũng ăn hai dĩa. Hay là bây giờ mình cứ ăn cái đó trước đi, xong rồi tại vì cái salad đó con mình phải ăn liền, con hiểu không? Mình làm xong sợ mình không ăn liền á, nó mềm, nó không ngon ha. Mình sẽ làm nữa nhưng mà mình đợi chút. Nóng hôi hổi, vừa thổi vừa ăn. Hấp dẫn. Okay. Mm-hmm. You did a good job. Yeah. Xem lại.
Đó, ăn nó nhanh ghê hả? Mà làm mấy cái món ăn nó lâu, mất biết bao nhiêu ngày giờ. Bởi vì thế mình khi mình làm thức ăn á, mình luôn luôn là bàn với lại mấy cái station chỗ mình làm, mình lúc nào bị chùi rửa cho sạch sẽ trước. Tại vì mình tính mà lỡ mà như cái hoàn cảnh bây giờ nó có rớt cái cà tím xuống á, mình cũng ăn được. Còn nếu mà mình không có chịu chùi rửa sạch trước á thì coi như là mình bỏ công ra làm uổng luôn. Rớt xuống đất hay là rớt trên bàn nhiều khi không dám bóc là ăn. Well, RJ, yeah. You did a good job, but you know why? Because you want it so bad. You want the eggplant so bad. I say, okay, mình làm. Angry. You're hangry. Yeah, hungry and angry at the same time. Hangry. Còn thấy thấy cái tay của RJ đang bị sưng to, tội nghiệp. Bị con gì cắn vậy? I know. That's him. Mosquito bite, I think. Mũi cắn mà nó bị như vậy luôn á. Tội nghiệp. Bây giờ mình bỏ một cặp thơm trước. Không, không có nhiều dầu mọi người. Bella, xong rồi con, đem ra. Cơm chín luôn rồi, mình chuẩn bị ăn luôn. Cho chút xíu. Một chút xíu, xíu xíu chanh vào đây. Nè con, bưng hai này qua bên đó giùm má. Giờ má lấy tô múc canh để cho nó nóng lên. Xong là mình ăn. Bây giờ mình cho một tí chanh, nước cốt chanh vào đây. Tùy mọi người ăn muốn chua hay không chua. Ngồi xuống. Bây giờ Roland phải nếm thử. Cười. Muốn chút xíu nữa, muốn thử cái nào nè, muốn thử cái nào trước, món nào trước, cái này đi hả, cái này thì không cần ăn với cơm, muốn ăn cái nào trước, tùy. Okay, let's try. Try cái nào trước? Rồi, mời, mời. À, cái món này bỏ nước mắm vào nha. And no serving spoon. Thì ở nhà thì cần serving spoon gì nữa. Me? No, I'm saying. Nó sẽ ăn salad trước. Thử salad trước. Nè, Roland muốn salad không? Sure. Cái này có cay không con? Không cay phải không? Không ăn được mà. Không cay lắm hả? Cay. Hơi cay. Nè. Thử đi. Or Uncle Roland hơi cay. Roland hơi cay phải không? Yeah. Alright, let's try this. Ngon quá. Ngon quá. Được á hả? Dạ, vậy thì súp. Nè, thử. Ngon. Nhớ phải khen ngon nha. Ngon mà mình grab. Ngon quá. Wow. Thì dặn trước rồi. Dám mà nói dở. Mời cả nhà ăn cơm với Thanh Hà, ăn Thái, Việt. Thèm cái gì ăn cái đó, chứ mình không có biết ăn cái gì ngon cái gì đâu nha mọi người. Chúc mọi người ngon miệng, mà nếu mọi người thích thú muốn làm thì làm theo. Mà ví dụ như có bí về cái vấn đề mà bao nhiêu muỗng này, bao nhiêu muỗng kia đó, thì please inbox đi, rồi Hà sẽ
gửi lên cho mọi người nha. Thank you. Bye.